hết về khổ à? Khổ, còn thắc mắc gì về khổ nữa không? Thấy cuộc đời là khổ chưa? Còn thấy đời còn nhiều hạnh phúc, đời vẫn còn an vui à? Đã chán đời chưa? Chán đời, tập đấy là gì? Bây giờ đến cái nhân sinh ra khổ. Nhân sinh ra khổ thường là tập. Tập là cái sự chiêu cảm. Tập nó có tính chiêu cảm. Cái này mới là cái mà nó chiêu mộ cái khổ, chiêu cảm cái khổ. Tập đế, nguyên nhân của khổ. Tập có nghĩa là nguyên nhân. Nhân sinh ra khổ, nhân mà nó sinh ra khổ. Cái gì là nhân của khổ? Cái gì là nhân của khổ? Biết hết chưa? Biết, đã hiểu hết được cái nhân của khổ chưa? Ái. Ái là nhân của khổ ha. Ái là cái gì? Ái là nhân của khổ rồi. Tiếp, tại sao ái lại là nhân của khổ? Tại sao ái lại là nhân của khổ? Mình thấy ái là hạnh phúc mà. Mình thấy ở cuộc đời này mà không thương yêu nhau thì đời còn gì là hạnh phúc phải không? Ái là nhân của khổ. Bởi vì tham ái sinh ra chấp thủ và các hành. Vì chấp thủ các hành nên tạo ra nghiệp hữu. Vì có nghiệp hữu nên phải đi đến tái sinh. Vì thế ái là nhân của khổ. Vì tham ái nó sinh ra chấp thủ. Tham ái, ví dụ bây giờ mình tham ái mà mình cứ chấp đây là của tôi, thì đây là cha tôi nhé, đây là mẹ tôi, đây là con tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là nhà của tôi này, ai động vào cái gì của tôi là chết với tôi. Đây là cái chấp thủ ấy, mình có tham ái mình mới chấp thủ. Đây là tôi này, đây là suy nghĩ của tôi, đây là ý kiến của tôi này, ai mà làm trái ngược tôi chết với tôi. Đấy là chấp thủ đấy. Do mình có cái tham ái đấy nó sinh ra cái chấp thủ. Chấp thủ thì vào các cái hành đấy nên là tạm nghiệp. Khi mà mình có tham ái, có chấp thủ thì có tạm nghiệp. Thì tất cả những cái hành động nó có nghiệp thiện. Khi mà mình làm nghiệp thiện, mà tôi làm nghiệp thiện, hôm nay tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi làm bao nhiêu việc tốt ấy nhá, thì nó có cái tôi ở trong đấy phải không? Vậy thì khi mình làm việc tốt mình cũng chấp. Khi mà mình làm việc xấu mình cũng chấp. Hôm nay tôi làm việc không tốt, tôi làm việc xấu. Thì cái gì nó cũng có cái chấp ở trong đấy. Thì đấy là ái. Do ái nó sinh ra chấp. Có cái tham ái nó mới có chấp thủ. Chấp thủ đấy cho nên nó tạm nghiệp. Nó mới tạm nghiệp. Vì có tạm nghiệp nên phải đi tái sinh. Vì vậy cho nên ái là nhân của khổ. Vì ái là nhân của cái vòng sinh tử. Còn ngày nào còn ái thì còn sinh tử. Ái bất trọng bất sinh ta bà này. Ái mà không trọng thì không sinh trong tam giới này. Vậy cái người nào mà càng ái càng nặng thì... Vậy có người là có người, cái ái của mỗi người có khác nhau không? Có người tham ái sâu nặng, có người thì tham ái vừa vừa. Có người thì tham ái cực lớn. Thế thì làm sao biết được người nào tham ái vừa, người nào tham ái nặng, người nào tham ái nhẹ? Biết được không? Người nào mà càng có nhiều cái của tôi thì người đó càng tham ái nặng. Ví dụ một ông vua thì ông có nhiều của tôi không? Đất nước này của tôi, thần dân này của tôi, giang sơn này của tôi, nhiều của tôi quá, thì ông đấy là tham ái có nặng không? Còn có một cái người mà chẳng có cái gì cả, tôi chẳng có cái gì cả, thì cái tham ái nó ít hơn phải không? Tôi có mỗi ba tấm y một cái bát thôi, thì cái tham ái nó ít hơn phải không? Có cái gì nữa đâu. Vậy thì ông vua sướng hay là một cái người không có gì sướng? Ông vua có nhiều ái, nhiều chấp thủ thì ông ấy có nhiều cái gì? Nhiều khổ. Còn một người mà chẳng có cái gì thì người đó sẽ ít, có ít cái hạt giống của khổ. Thì sau này ông ấy sẽ gặt hái nhiều cái thành quả của khổ. Thì ông gieo nhiều quá mà. Ái là cái nhân mà, nhân là những cái hạt giống ấy.
mà một ông vua thì ông ái nhiều, ông gieo nhiều thì sau này ông gặt quả nhiều, quả khổ của ông nhiều. Còn một người mình không có gì cả thì mình gieo ít thì quả nó cũng ít. Người không có gì thì chẳng có cái gì để gieo, chẳng có quả. Có bao nhiêu loại ái, có bao nhiêu cái ái, bao nhiêu cái tình thương, có đếm được hết không? Có đếm được hết cái tình thương của mình không? Thương mỗi người là một tình thương hay làm sao? Thương bao nhiêu người thì đếm là bao nhiêu người thương. Cái người thương với người ghét thì người nào nhiều hơn? Cái thương nhiều hay ghét nhiều? Cái thương nhiều hay ghét nhiều? Thương nhiều hơn hả? Phải ái nặng hơn hả? Có bao nhiêu loại ái? Thực ra chỉ có ba ái thôi. Dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Chỉ ba cái ái. Dục ái là tham ái đối với cái cảnh trần. Mình tham ái với những cái cảnh mà mình có thể thấy, nghe, đụng chạm được ấy. Đấy là cái dục ái, tham ái với cảnh trần, cái hình hoạt. Hữu ái là tham ái với cõi sống. Nhưng mà bây giờ có những mỗi người tham ái với cõi sống khác nhau. Bây giờ mình thấy ngoại đạo người ta luôn luôn cầu sinh về cõi thiên đàng ấy. Đấy là người ta tham ái với một cõi khác, phải không? Bây giờ mình đang muốn chế tạo ra cái con tàu gì để đi sống ở các cái hành tinh khác ấy. Đấy cũng người tham ái với một cái cõi sống ở một nơi xa xôi khác. Tham ái với cõi sống là mình tham ái rằng là mình, cái người đấy nghĩ rằng có những cái kiếp sống về sau và tham ái với các cõi sống về sau cũng là tham ái. Vô hữu ái là tham ái với sự ngộ nhận là không còn tồn tại gì sau khi chết. Tức là còn có người nói là chết là hết, chả còn gì nữa. Thì cái đấy có phải tham ái không? Cái đấy nó cũng là tham ái. Mà đây nó là tham ái với cái sự không hiện hữu. Cái người mà trong ba cái tham ái này thì cái tham ái nào xấu xa nhất? Vô hữu ái là cái tham ái mà mê muội nhất này. Dục ái thì nó tham ái thầm thường ở thế gian, hữu ái. Tham ái một cõi sống khác. Vô hữu ái là cái tà kiến sai lầm nhất. Thì đấy là tham ái. Tại sao chúng sinh lại tham ái với cảnh trần? Tại sao cái mắt mình nó nhìn thấy cái cảnh bên ngoài này, nó thấy cảnh gì đẹp là nó thích? Tại sao? Nghe thấy cái âm thanh gì hay là nó thích? Tại sao? Ăn cái gì ngon thì thích. Đấy là cái tham ái với cảnh trần, phải không? Tại sao nó lại tham ái với cảnh trần? Mình có hiểu được tại sao không? Hay nó là do cái sự tác ý này. Vì tiếp xúc với cảnh trần khởi nên sự tác ý sai lầm. Cảnh trần là bền vững chấp thường. Cảnh trần là an vui chấp lạc. Cảnh trần là thật chấp ngã. Cảnh trần là tốt đẹp chấp tịnh. Tức là mình có cái tác ý là cái này là thường, cái này là lạc, cái này là ngã, cái này là tịnh. Vậy nó mới sinh ra tham ái. Thế nên sinh ra tham ái là do cái tâm lý của mình thôi. Cái tâm chính, cái tác ý, cái hiểu biết của mình ấy, nó sinh ra cái sự tham ái đó. Một cái người có cái hiểu biết đúng thì nó sẽ không có tham ái. Hiểu biết tà kiến thì nó sinh ra cái tham ái đó. Như tại sao bây giờ mình nhìn mình mà bây giờ mà con người mà nhìn thấy một cái cục vàng ở đằng trước thì mình sẽ thích, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đưa cho con mèo nó nhìn thấy nó thích không? Nó không thích. Tại sao? Cũng là một cái cảnh trần mà lại có người thích, người không thích. Vì cái tác ý của nó là khác. Nếu như nó mà tưởng con cá thì nó sẽ thích mà. Có cái chấp thường, chấp nạn, chấp tịnh ở trong đấy, cho nên nó sinh ra tham ái. Làm sao thì không tham ái với cảnh trần? Nếu mà mình có cái tác ý đúng, khi tiếp xúc với cảnh trần mà có tác ý đúng thì nó không sinh ra tham ái. Cảnh trần là không bền vững. Mình nhìn thấy cái gì mình mà cái này giả tạo thì nó sẽ bớt tham ái đi. Cái này là khổ đau, đời là khổ đau. Cái này là rộng không vô ngã, cái này là ô uế bất tịnh, v
vậy nên nó sẽ bớt tham ái đi nhé. Vậy thì cái người nào mà càng có cái tác ý sai thì người nó càng tham ái nặng, mà cái người nào mà có cái tác ý đúng thì sẽ tham ái ít. Thì cái người nào được học Phật pháp thì nó cũng giảm bớt cái tham ái đi, nó giảm bớt được cái tham ái vì mình có được cái tác ý đúng nhiều hơn. Vì Đức Phật luôn luôn dạy cái gì cũng là vô thường. Bây giờ mình thấy cái cảnh trần luôn luôn tác ý nó là vô thường, mình sẽ giảm bớt cái tham ái. Cũng nó chưa có tuyệt đối nhưng mà nó giảm bớt rất nhiều do cái tác ý. Mình nghĩ cái đời là khổ đau, mình sẽ giảm bớt cái tham ái với khổ đau. Nhưng Đức Phật dạy là bây giờ có cái sinh già bệnh chết lại đi tầm cầu cái sinh già bệnh chết, cái vô thường đi tầm cầu cái vô thường, cái khổ đi tầm cầu cái khổ, cái vô ngã đi tầm cầu cái vô ngã. Mình cái thân năm uẩn của mình là vô thường khổ vô ngã, mà bây giờ mình cứ đi tầm cầu cái vô thường khổ vô ngã khác, phải không? Đấy là cái khổ đi tầm cầu cái khổ. Cứ cho nên là khổ nó mới chồng chất lên khổ đấy. Bây giờ mình thấy cảnh trần là đẹp thì nó sinh ra tham ái, mình thấy cái gì mình bảo cái này là bất tịnh, cái này là ô uế, đâu nó có tham ái nữa. Cho nên Đức Phật luôn luôn dạy quán thứ là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, chúng sinh sẽ giảm bớt tham ái với cái cảnh trần tạm ý nhiều lần thì nó thuần thục. Tại sao chúng sinh lại tham ái với cõi sống? Bây giờ mình thấy là đời thì nó khổ, nhưng mà bảo mình là thôi đừng sống nữa thì mình có chịu không? Không chịu, không bao giờ chịu ha. Bây giờ cả những cái con chó nó rất là khổ, mình bảo nó chết nó không có chết. Những cái chúng sinh rất là khổ nhưng mà bảo là chết đi nhá cho đỡ khổ, không ai chịu hết. Thì nó có tham ái với sự sống, dính mắc với sự sống. Tại sao lại thế? Vì chúng sinh có cái chấp thủ năm uẩn là ta, năm uẩn là của ta, năm uẩn là tự ngã của ta, nên chúng sinh tham ái với các cõi sống. Chúng sinh ở cõi nào thì nó tham ái với cõi sống ở đó. Thì mình tham ái với cái cõi nào thì đời sau mình rất dễ dàng sinh về cõi đấy. Ví dụ bây giờ cái chúng sinh ở cõi người, và cái chúng sinh đó cõi người này là hạnh phúc nhất, tôi mong sao sinh ra chỉ làm người, chả muốn làm cái gì cả, thì cái người đấy sẽ có cái dính mắc sâu nặng về cõi người. Và nếu người đó có đủ cái phước để làm người thì người đó sẽ sinh để làm người. Nhưng mà có người nói là tôi chán cái cõi người lắm rồi, tôi muốn sau có sinh ra để cho tôi làm thiên thần, làm các vị chư thiên sung sướng hơn, thì lúc đấy cái vị đó có tham ái với cõi thiên thì sẽ sinh về cõi thiên. Mà có nhiều người bảo kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời ấy, thì có tham ái với cây phải không? Thì kiếp sau có làm cây được không? Tham ái như vậy thì có đúng không? Cái tham ái nó tà kiến, nó không có sinh được thành cây, không có sinh ra thành người ngu si thì có. Còn có người bảo ước gì mình làm con chim để bay lên trời, tiếp sau sẽ làm chim thật. Cái tham ái đấy nó sinh ra. Tại sao chúng sinh lại tham ái với sự chấm dứt sau khi chết? Tại sao bây giờ có người họ cứ bảo tôi chả tin làm gì có kiếp sau hết, tôi chả tin. Chả tin cái kiếp sau, chẳng tin vào kiếp trước. Với tôi chết rồi là hết. Tại sao nó lại có cái quan niệm đây? Đây có ai có cái tư tưởng này không? Ai có cái suy nghĩ là chết rồi là hết không? Mình đã từng có cái suy nghĩ này không? Trước kia có không? Sau này có không? Chấm dứt sau cái chết đấy là một cái sự tham ái, là không có gì cả. Cho nên là cái người nào mà có cái tư tưởng này thì người ta có sống thản nhiên ha, chẳng lo gì việc thật cả. Đây là tội hay phúc ấy, chẳng việc gì phải đi tạo phước, có kiếp sau thường phước đâu mà phải đi tạo, cũng chẳng lo lắng gì tạo tội, tội cũng kiếp sau có đâu mà sợ. Cái người mà có cái này là không có cầu phước, không có ưa làm phước, cũng không có sợ làm việc tội lỗi gì cả, sống thản nhiên vô tư.
vì những chúng sinh này chỉ tin những gì họ có thể thấy được, như ếch ngồi đáy giếng ấy, phải không? Những con ếch mà nó sinh ra ở đáy giếng mà bảo ngoài kia có biển rộng mênh mông, nó tin không? Không có tin. Như con cá nó dưới nước mà con rùa nó đi trên bờ về, nó bảo trên này có cái thành phố đẹp lắm, con cá nó tin không? Không tin. Cái người nó không thấy được kiếp trước kiếp sau thì nó không tin. À, tôi chỉ tin cái gì tôi thấy được ấy. Con ếch nó chỉ nhìn thấy bầu trời bằng cái nia, không tin là có cái gì nó cao lớn hơn hết. Tại sao thế gian lại chạy theo ái? Tại sao thế gian lại cứ chạy theo ái hoài? Theo ái. Đây có ai chạy theo ái không? Đây ai đã từng chạy theo ái? Ai đang chạy theo ai? Và ai sẽ chạy theo ai? Ai có kinh nghiệm về ái hay chẳng hạn? Tại sao? Tại sao lúc đấy mình cứ chạy theo? Cắm cổ cắm đầu chạy theo? Vì ái nó có vị ngọt. Nó giống như con nai. Người ta muốn bắt một con nai mà nó không cần phải đi dùng cung tên súng mát gì hết, cho tôi một chút mật ong thì tôi rưới được cái cỏ này. Thế là hôm nay nó ăn và cái cỏ này có cái mật rồi, ngày mai nó sẽ đến nó ăn tiếp, nó không thể ăn được những cỏ khác nữa. Cứ chỗ nào cỏ phải có mật nó mới ăn được. Rồi sau đó rồi bôi cái cỏ đấy vào đến tận nhà, vậy là nhử nó vào đến tận nhà luôn. Ai nó có vị ngọt. Có phải không? Mấy người tham ai có thấy ai có vị ngọt không? Ngọt hay đắng? Đắng thì chạy theo làm chi, xong buông bỏ đi, quay lưng. Thế nó thấy ái, thấy được vị đắng của ái đấy hả? Ái. Hỏi tiếp, tại sao Đức Phật lại nói phải đoạn trừ ái? Ái thì có vị ngọt như vậy, sao Phật không cho nếm cái vị ngọt đó? Sao Đức Phật không bảo là cuộc đời này ái là hạnh phúc lắm, hãy nếm cái vị ngọt của ái đi? Đức Phật bảo phải đoạn trừ, chớ có chạy theo cái vị ngọt đó. Như là bây giờ một người mà thấy con nai đang chạy theo cái mật này, mà thương nó thì đuổi nó đi phải không? Thì Đức Phật có phải là thương mọi người không? Giống, thì tất cả mọi người mà giống như con nai, giống như con nai vàng ngơ ngác ấy, thấy ngọt thì cứ chạy theo mà Đức Phật đuổi đi ha. Còn chớ ăn thì đó, cái đó nguy hiểm lắm. Thật không? Thật sự là nguy hiểm ha. Vì ái có sự nguy hiểm. Đã ai thấy được cái sự nguy hiểm của ái chưa? Thức tỉnh ra thì thấy được cái gì nó bị ngọt của ái, cái gì nó bị ngọt của ái. Sắc thành hương vị xúc khả ái, cả hỷ khả nạp hấp dẫn, đó là cái vị ngọt của ái. Nhưng bây giờ có một người đang đi đường xa, rất là khát nước, và đi đến một cái quán trọ ở ven đường, có một cái chậu nước ở đấy, và trong cái chậu nước đấy có đầy đủ những cái hương vị thơm hấp dẫn khả ái. Và cái người chủ đấy, người ta nói là đây là một cái bát nước mà nó rất là khả ái, hấp dẫn, có sắc thanh hương vị. Nếu muốn thì anh cứ có thể uống, nhưng mà tôi báo trước là trong đó có thuốc độc. Nếu mà anh uống vào anh sẽ chết, hoặc sẽ nguy hiểm gần như chết. Lúc đấy cái người này đang đi đường xa, rất là khát. Vậy lúc đấy người đó có dám uống không? Không uống thì cũng khổ, mà uống thì còn khổ hơn. Không phải không? Vậy cái lúc mình chạy theo ai nó có giống vậy không? Không theo thì cũng khổ, mà theo rồi thì sao? Thì khổ hơn ha. Lúc đấy chọn phương pháp nào? Chọn cái khổ hơn thích hơn à? Cái gì là sự nguy hiểm của ái? Cái gì là bị ngọt của ái rồi phải không? Bây giờ đến cái gì là nguy hiểm của ái? Vị ngọt thì dễ thấy, mà nguy hiểm thì có dễ thấy không?
nguy hiểm của ái sắc thanh hương vị xúc sẽ biến dị đổi khác, không tồn tại mãi mãi. Đó là sự nguy hiểm của ái. Bây giờ mình chạy theo sắc mà ngày mai chẳng may sắc nó tàn thì làm sao? Bây giờ mình chạy theo một cái bông hoa, ngày mai bông hoa nó úa, nó tàn, nó khô, thì lúc ấy làm sao? Vứt nó vào giọt rác à? Mà uổng công ta chăm sóc bao nhiêu ngày mà mình chóng tàn thế. Sắc thanh hương vị xúc nó sẽ biến dị đổi khác, nó không có tồn tại mãi mãi như vậy. Thế mình cứ ảo tưởng, mình cứ tưởng nó là thường ấy, nhưng mà thật ra nó là vô thường. Mình mà biết nó vô thường từ sớm thì mình có chạy theo không? Vẫn chạy theo. Mình thấy nó là khổ, mình biết nó là khổ thì mình sẽ đỡ, thấy nó là rỗng không. Bây giờ mình thấy rằng là có cái xe đẹp quá, mình chạy kiếm tiền để mua về, hôm mai nó bị hỏng, hỏng đi hỏng lại liên tục, thì mình sẽ thấy thế nào? Thấy đúng là có nó thêm một cái nỗi khổ ha. Đó là sự nguy hiểm của ái, vì tất cả mọi cái mình chạy theo nó không thật sự như là mình tưởng. Những cái mà mình chạy theo nó không thật sự như mình tưởng. Lúc mà mình chạy theo nó thì mình tưởng là nó hạnh phúc lắm, nó cao quý lắm. Nhưng mà khi mà mình nắm nó trong tay rồi, mình thấy nó chả có gì cả. Thì lúc ấy mình lại làm sao? Lại đi chạy theo cái khác. Giờ lúc ấy mình nghĩ là sẽ còn có cái quý hơn, phải không? Lại tiếp tục đi chạy theo cái khác. Khi mà nắm được rồi thì và nó cũng như cái trước, lại buông ra ha. Lại tiếp tục đi chạy tiếp. Thành ra cứ chạy nào đang chạy theo hoài. Đấy là sự nguy hiểm của ái. Ái có đặc tính gì? Cái đặc tính của ái nó làm sao? Đặc tính nó có cái tính chất ấy. Tính chất giống như là keo rồi, nó có cái tính gì? Dính. Ái nó có giống keo không? Ưa thích, dính mắc, ai nó cũng là dính mắc, là ưa thích. Mình có ưa thích cái gì mình mới chạy theo cái đấy, cái đặc tính của ái. Ai có nhiệm vụ gì? Ái nó là một cái tâm mà, cái tham ái nó là một cái loại tâm mà. Tâm này thì nó có cái làm cái nhiệm vụ gì? Ái này thì nó có chấp thủ. Ái là luôn luôn phải chấp. Đây là của tôi, ái là luôn luôn chạy theo và muốn lôi kéo nó về mình, thấy không? Ái là mình phải kéo nó vào, chạy theo cái gì là mình muốn bắt nó. Thì đấy là, thì cái nhiệm vụ của ái là phải bắt cái này, bắt cái kia. Giống như là một cái người cứ đi đuổi bắt cái bóng của mình vậy. Bắt hoài mà không được. Ái có biểu hiện gì? Khi mà mình chạy theo những cái mà trong cuộc sống, mình chạy theo những cái niềm vui ở bên ngoài, thì cái lúc mình chạy theo mình thấy nó như thế nào? Nó có biểu hiện, cái người mà đang chạy theo các cái trần cảnh thì thấy nó biểu hiện ra làm sao? Có bao giờ nó dừng lại không? Không thỏa mãn là biểu hiện của ai. Còn nếu mà cái người đã dừng lại là làm sao? Là đã biết đủ rồi đấy. Thì lúc ấy là tâm đã biết chi túc rồi. Thì lúc ấy nó còn là ái nữa không? Nếu mà lúc đấy dừng lại thì nó không còn là ái nữa. Còn lúc đấy mình vẫn còn đang chạy theo thì nó mới là ái. Còn mình biết dừng lại là hết ái. Thế thôi. Bao giờ mình thỏa mãn rồi là thôi, thế này là đủ rồi. Cần gì nữa? Thì lúc đấy là hết ái, nó cũng hết luôn. Thôi đủ rồi, làm ăn thế này đủ rồi, giờ đi tu tập giải thoát thôi. Thì lúc đấy là nó sẽ hết ái. Còn bây giờ mình bảo là thôi đi tu đi, bảo không còn nhiều việc phải làm lắm, thì lúc đấy là còn cái gì? Lúc đấy nó chưa thỏa mãn à, nó biểu hiện ra là cái ái nó vẫn còn, ái nó còn đang bốc cháy. Vậy thì không thỏa mãn là cái biểu hiện của ái. Người đã thỏa mãn chưa về thế gian chưa? Chưa.
chiếc thỏa mãn đấy, vẫn còn ai. Nhân cận của ái là gì, cái gì nó sinh ra ai? Khi mà mình chạy theo ái thì nó làm sao, nó có cái cảm giác gì? Tại sao nó cứ thúc đẩy, cái gì nó thúc đẩy cho mình chạy theo với chạy theo cái cảnh trần ở bên ngoài? Cái gì nó thôi thúc mình? Nó phải có cái gì đó nó thôi thúc mình mới đi chạy như vậy chứ. Không có cái gì nó thôi thúc thì mình chạy mình cho nó mệt ha. Đeo đuổi làm gì cho nó mệt ha. Nó phải có cái nhân gì đó nó thôi thúc. Thì đó là chính là những cái cảm thọ, những cái cảm giác ấy. Cảm thọ là nhân của ai. Mà cái cảm thọ này là cảm thọ gì? Nó đầy đủ hết. Có hỉ, có yêu, có lúc vui, lúc buồn, có hết. Cái lúc hỉ thì mình cũng ái, mà lúc yêu thì cũng ái. Ái nó có cả hỉ, cả yêu, cả vui, cả buồn, cả thương, cả ghét mà. Đây là cảm thọ là nhân của ái. Hỏi tiếp, cái gì làm cho ái tăng trưởng? Có lúc nào mình thấy là cái tâm mình nó chạy theo cái trần cảnh một cách mạnh mẽ, nhưng mà cũng có lúc thì nó giảm bớt đâu. Có người thì chạy theo tối ngày, không có một cái thời gian nào bận tối vui gì. Đó là cái ái nó được tăng trưởng mà. Vậy cái gì làm khiến cho cái tâm tham ái này có lúc nó mạnh như thế, mà có lúc thì nó vừa vừa, có lúc thì nó không có? Cái gì làm ái tăng trưởng? Đó là tà kiến làm cho ái tăng trưởng. Mình càng tà kiến thì càng tham ái nhiều. Tà kiến mình có chấp trước, có cái hiểu sai thì mình càng tham ái. Như bây giờ mình có tà kiến, mình chấp trước cái thân của ta thọ cái, thì mình sẽ có tham ái với cái thân. Mình có tà kiến, mình muốn rằng có nhiều thứ nó là của ta, thì lúc đấy nó sẽ có tham ái với nhiều thứ. Cái gì làm cho ái đoạn diệt? Chánh kiến, đối lập lại thôi. Chánh trí kiến sẽ làm cho ái bị đoạn diệt. Vậy cái người nào mà hiểu đúng ra là trên đời này chẳng có cái gì là ta, chẳng có gì của ta hết. Ví dụ bây giờ mình hiểu ra là ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái người chết, người ta đưa quan tài đi, mà người ta có đưa nhà, đưa cửa, đưa vợ, đưa con đi chôn cùng không? Lúc ấy mình bừng con mắt lại, thấy mình tay không à. Như thế thì có người có chánh kiến này thì sẽ thức tỉnh, làm cho ai đoạn diệt. Vậy cái người nào mà càng được học giáo pháp thì người đó sẽ càng có chi kiến nhiều, thì người đó càng giảm bớt cái tham ái. Những người nào ở thế gian người ta có được học, người ta chỉ học cái pháp mà đưa đến tăng trưởng tham ái, đâu có học cái pháp mà đưa đến diệt trừ tham ái. Nên là thế gian được chọn lấy người tham ái không? Thế nào là tình thương của tham ái và thế nào là tình thương của lòng từ ái? Có phân biệt là thế nào là từ ái, thế nào là tham ái không? Không phải là cái gì cũng là ái hết ha. Bây giờ có một cái người ta có tình thương bao la, ai người ta cũng yêu quý, chẳng lẽ này cũng bảo người ta là tham ái à? Phải không? Phật có thương chúng sinh không? Không có, nên là bảo Phật tham ái à? Phải không? Vậy cái tình thương của Phật là gì? Là từ ái. Tình thương của chúng sinh là gì? Tham ái. Nhưng khi mà Phật độ chúng sinh, Phật có nói là đây là chúng sinh của tôi không? Không nói. Cái ai là chúng sinh của tôi, ai làm đệ tử tôi mới độ. Ai không theo tôi không độ. Con làm Phật có cái chấp vậy không? Phật không có cái chấp đấy. Vậy thì nó cái tham ái nó khác với cái từ ái ở cái gì? Tham ái với từ ái khác nhau ở cái gì? Có lúc nào mình có từ ái không? Có lúc nào mình tham ái không? Tình thương mà có chấp thủ là tham ái. Tức là khi mà mình thương cái gì mà mình cứ nghĩ là nó có cái tôi ở đây,
Đây, vì đây là người thân của tôi, đây là bạn tôi, đây là con tôi, đây là cha tôi. Tôi chỉ giúp đỡ những cái người này, những cái này là đây là họ hàng nhà tôi. Còn ví dụ có người khác thì tôi đang cần sự giúp đỡ, giúp là anh là ai? À, anh có họ hàng hóc gì với tôi không? Không, anh đi chỗ khác. thì đấy là gì? Đấy là tham ái với từ ái. Còn từ ái thì tình thương không có chấp thủ. Tình thương đấy nó không có chấp thủ. Không biết đấy là tất cả là chúng sinh. Tình mà từ ái thì biết đây là chúng sinh. Thì không có gọi là đây là của tôi. Không có cái gì là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi ở trong cái đó. Vậy thì ở thế gian này nó có hai cái loại tình cảm như vậy. Một là tình cảm tham ái và một là tình cảm từ ái. Quý vị có tình cảm gì? Cả hai này. Cả tham ái, có lúc thì khởi lên tham ái, có lúc thì từ ái này. Nếu mình đang đi có một người ăn xin mình cho tiền thì đấy là cái tình thương gì? Đấy là từ ái nha. Mình có nghĩ ở đây là người của tôi không? Không. Khi mình cho những cái con vật nhà mình nuôi ăn ấy, mình cho nó ăn thì lúc đấy là cái tâm gì? Tham ái hay từ ái? Mình vụ béo nó ăn tết làm thịt. Thì lúc đấy mình thương nó bằng cái tâm tham với lại cái miếng ăn ngon của mình tương lai đấy. Chấp thủ có nghĩa là gì? Tham ái dẫn đến chấp thủ không? Chấp thủ có nghĩa là cái gì cũng là ta, phải không? Cái này cái kia là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì đó là chấp thủ. Nhưng bây giờ mình bảo đây là cha tôi, đây là mẹ tôi này, đấy có phải chấp thủ không? Chấp thủ rồi. Cái gì tốt đẹp nhất tôi dành cho cha mẹ tôi, người khác muốn sao kệ. Đấy nó có cái chấp thủ ở trong đấy. Chẳng mai bị cha mẹ đánh, từ nay ông bà không phải cha mẹ tôi nữa. Lúc đấy không còn được chấp thủ nữa không? Lúc đấy nó vẫn là chấp thủ, cái tâm sân đấy nữa. Tâm sân, bởi vì mình thấy nó có cái động đến cái tự ngã của mình. Chấp thủ. Thế có một cái người nói đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, thì có phải chấp thủ không? Chẳng mai nó đi dị nhá, thì lúc đấy thì còn chấp thủ nữa không? Hết cái chấp thủ, lúc đấy thì nó hết chấp thủ. Đây là cái nhà của tôi nhá, không ai được đụng đến. Nhưng ngày mai mình bán cái nhà ấy đi rồi thì mình còn chấp thủ với nó nữa không? Hết chấp thủ. Vậy cái gì mà mình thấy nó là của mình thì đã có sức chấp thủ. Mà cái gì mà mình coi là nó không phải của mình thì nó không phải là chấp thủ. Vậy thì bây giờ một cái người mà diệt trừ hết cái chấp thủ ấy thì làm sao? Là hết cái chấp thủ rồi thì làm sao? Người ta còn bố, còn mẹ, còn người thân nữa không? Nó vẫn còn nhưng mà nó không có chấp thủ. Mình thấy bố mình vẫn phải gọi là bố chứ. Nhưng mà bảo cái ông kia ơi, ông xa lạ kia ơi thì làm sao có được à? Vẫn có bố, có mẹ, có anh em. Nhưng mà trong tâm nó không có cái chấp thủ. Trong đây là của tôi. Mà người khác gọi là bố thì mình nói làm sao? Cả một cái người xa lạ đến cũng bảo bố ấy, mẹ ơi. Lúc ấy có bảo xong lại gọi bố mẹ tôi. Có cái chuyện đấy không? Còn bây giờ một cái người mà chấp thủ đây là vợ tôi, chồng tôi, mà mai mốt đi tu tập hết cái chấp thủ về còn là vợ chồng tôi nữa không? Mai mốt người ta đi lấy người khác này còn bảo sao lại lấy vợ chồng tôi không? Thì lúc ấy còn cái chấp thủ đấy không? Thì cái lúc ấy nó sẽ hết cái chấp thủ. Mà muốn lấy ai thì lấy. Thì ngày xưa có mấy vị cư sĩ đi nghe pháp Đức Phật giảng pháp xong chứng được tam quả bất na, thì các vị đấy về gọi các bà vợ lên, bây giờ các bà muốn lấy ai thì các bà cứ nói, tôi sẽ gọi những người đấy đến. Thì có một bà tôi thấy muốn lấy một cái anh chàng hàng xóm kia, và cho người gọi đến đây dắt tay chào cho luôn. Đấy là hết chấp thủ đấy, sự tu tập nó hết chấp thủ là vậy, sẵn sàng mang đi cho liền. Còn có chấp thủ đây, còn cái gì cũng là ta, là của ta,
Còn hết chấp thủ nó không còn cái gì là của ta hết. Tài sản, tất cả mình chấp thủ rất nhiều thứ mà. Chấp thủ vào cái thân mình này, chấp thủ vào cái thân, những người thân của mình này, chấp thủ vào những cái tài sản vật chất bên ngoài này, những cái động sản, những cái bất động sản này. Con trâu, bò, chó, ngựa nó có phải là mình không? Nhưng nó có phải là của mình không? Đấy là mình có chấp thủ nó. Mình có chấp thủ nó, mình coi nó là một cái tài sản của mình. Hỏi tiếp, chấp thủ thì sẽ như thế nào? Khi mình chấp thủ như vậy thì nó sẽ diễn biến ra làm sao? Mình có sự chấp thủ ấy. Mình có cái chấp thủ, mình chấp đây là của tôi, không được ai đụng vào, kia của tôi, không được ai đụng vào. Khi mình có chấp thủ như thế thì tất cả mọi hành động của mình nó đều tạo thành nghiệp hết. Nó để lại nghiệp hữu, và cái nghiệp đấy dẫn đi tái sinh ở tướng nào. Mình có, tức là cái chấp thủ nó để lại. Cho nên nói là tất cả cái mọi thứ nó làm cho tạo nghiệp ấy. Mình đang, tất cả mọi cái hành động của mình, dù là thiện hay bất thiện, nó cũng là đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp là do mình có chấp thủ. Nhưng bây giờ Đức Phật hàng ngày mình thấy Đức Phật làm gì? Đức Phật đi thuyết pháp, Đức Phật đi độ chúng sinh, Đức Phật đi dạy người ta bỏ ác làm lành. Đức Phật làm rất nhiều cái thiện nghiệp, nhưng Đức Phật có chấp là đây là cái việc làm của tôi không? Đây là cái tôi, hôm nay tôi làm được nhiều việc tốt lắm, tôi làm được nhiều công đức lắm. Vậy Đức Phật cũng có hành động, nhưng mà Đức Phật không có chấp thủ. Thì cái hành động đấy là sẽ là cái gì? Còn chúng sinh thì có những cái chấp thủ, có hành động, thì cái hành động đấy nó tạo thành nghiệp, và cái nghiệp đấy nó dẫn đi tái sinh ở tương lai. Vậy thì một cái người mà nếu mà hết chấp thủ rồi thì những cái hành động đấy nó sẽ là hành động gì? Đúng rồi, hành động đấy nó là vô ký, nó không có nghiệp. Hành động đấy nó không tạo thành nghiệp. Nếu mọi cái hành động của mình nó đi với một cái tâm không có chấp thủ thì nó không có nghiệp. Còn nó có chấp thủ thì nó sẽ có nghiệp. Chỉ có Đức Phật và các bậc A-la-hán, Phật độc giác thì các ngài vẫn có hành động, nhưng những cái hành động đấy nó không để lại một cái nghiệp gì hết, bởi vì cái tâm nó không có chấp thủ. Còn lại tất cả những chúng sinh khác thì là còn tạo nghiệp. Mình làm gì cũng là tạo nghiệp hết. Lễ Phật, bố thí, hành thiền thì là tạo nghiệp thiện. Thì mình chắc là tôi đang lễ Phật, tôi đang bố thí, tôi đang hành thiền. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm nó cũng tạo nghiệp. Tôi sát sinh, tôi trộm cắp, tôi tà dâm. Nói dối, uống rượu. Thì tất cả những cái gì nó có cái tôi, cái ta ở trong đấy này, nó sẽ, nó có cái chấp thủ ở đấy thì nó sẽ tạo nghiệp. Cái gì nó không có chấp thủ thì nó không còn tạo nghiệp nữa. Nên cho nên lý do vấn đề là nó như thế, sẽ là hành động. Vậy cái gì là nguyên nhân của tái sinh? Tại sao mà chúng sinh thì chết rồi lại đi tái sinh sang kiếp khác? Cái nhân mà sinh đi tái sinh đấy là gì? Hỏi là do có cái nghiệp hữu. Có cái nghiệp mình tạo lại hành động gì, mình để lại một cái nghiệp đấy. Cái nghiệp đấy gọi là cái nghiệp hữu. Cái nghiệp nó sẽ cho quả về tương lai. Đấy, vậy thì có nghiệp hữu thì sẽ đi tái sinh. Vậy tại sao lại có nghiệp hữu? Tại sao lại có cái nghiệp hữu này? Vừa mới nói qua đây, vì có chấp thủ. Cái gì tạo ra nghiệp hữu này? Chấp thủ nó tạo ra nghiệp hữu. Người nào mà có chấp thủ thì nó mới tạo ra cái nghiệp đấy. Cho nên Đức Phật không có chấp nên Đức Phật không tạo nghiệp. Các bậc A-la-hán không có chấp nên không có tạo nghiệp. Còn chúng sinh khác còn chấp nên tạo nghiệp. Vậy cái gì nó tạo ra chấp thủ? Cái gì mà nó khiến cho chấp thủ này ra sinh ra? Cái gì sinh ra chấp thủ? Ái. Ái nó sinh ra chấp thủ. Ái có nghĩa là ưa thích. Có ưa thích thì nó sinh ra chấp thủ. Cái gì sinh ra ái? Cái gì mà nó sinh ra cái ái này? Tại sao lại sinh ra cái ái? Tại sao trong tâm mình nó khởi lên cái ưa thích? Cái gì sinh ra ái? Thọ. Mình có cảm thọ, cảm nhận được cái gì đó thì nó mới sinh ra ái. Cái gì sinh ra thọ? Cái gì mà nó sinh ra nhân, sinh ra thọ này?
xúc. Do mình có tiếp xúc thì nó mới sinh ra cảm thọ cả. Mà cái tiếp xúc ở đây là ý là nói về cái tiếp xúc về thân thể hay là tiếp xúc về tâm. Cái tiếp xúc là xúc về cái tinh thần này. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy, mình đứng ở đây mà mình nhìn thấy một cái cảnh ở cách đây rất là xa, thì cái thân mình nó có chạm được đến không? Thân mình không chạm, nhưng mà cái tâm mình nó có chạm được không? Cái tâm mình nó chạm được hết. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy mặt trăng kìa, cái thân mình có với mặt trăng không? Nhưng cái tâm của mình nó có với được tới không? Cái tâm của mình thì chỗ nào nó cũng tới được hết. Thì cái tâm nó xúc chạm. Thế đó là có xúc. Và cái gì sinh ra xúc? Cái gì mà nó sinh ra cái xúc này? Nó phải có căn với cảnh nhé. Căn ví dụ như là phải có mắt, phải có cảnh sắc, thì nó mới có cái sự tiếp xúc giữa mắt và cảnh sắc, phải không? Có tai và có cái âm thanh thì nó có cái sự tiếp xúc giữa tai và âm thanh. Có mũi, có mùi hương thì nó có sự tiếp xúc. Có lưỡi, có cái thức ăn thì nó mới tiếp xúc với vị. Thân thì nó tiếp xúc với cái tứ đại đụng chạm bên ngoài, thì đấy là căn trần. Nó có tiếp, có hai cái này thì nó mới có cái sự tiếp xúc. Cái gì sinh ra căn trần? Cái gì mà nó sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc kia? Cái gì nó sinh ra? Danh và sắc. Danh sắc sinh ra, này đúng thức là thức nó sinh ra danh sắc. Danh sắc thì nó sinh ra cái căn trần, tức là thân và tâm. Một người mà có thân và có tâm thì nó sinh ra căn trần. Và cái gì sinh ra thân tâm này? Thức nó sinh ra thân tâm. Có cái tâm ấy. Cái gì sinh ra thức? Có cái hành động này. Hành. Cái gì sinh ra hành? Vô minh. Vô minh nó sinh ra hành. Vậy thì một cái chuỗi là vô minh sinh ra hành, hành nó mới sinh ra thức, thức nó mới sinh ra danh sắc nó mới sinh ra nhục nhập nó mới sinh ra xúc, xúc nó mới sinh ra thọ, thọ nó mới sinh ra ái. Có phải không? Vậy nếu mà không có vô minh thì có ái không? Rồi bây giờ hỏi cái gì là quả của khổ? Cái kết quả của khổ là cái gì? Cái nhân của khổ là ái rồi, còn bây giờ đến cái quả của khổ là cái gì? Ái nó có nhân thì nó phải có quả chứ. Quả của khổ là già bệnh chết, phải có cả sinh già bệnh chết. Sinh già bệnh chết, sầu bi im não, thì đấy là cái quả của khổ. Nó có quả thì nó phải có cây, phải không? Không có cây làm sao ra quả? Mà cây thì nó phải có gốc. Cái gốc rễ của khổ là gì? Biết gốc rễ của khổ là vô minh. Vậy vô minh mới là cái gốc rễ, cái cội nguồn, cái cội gốc của nó. Vô minh mới là cội gốc của khổ đau sinh tử. Thế từ nãy giờ toàn nói đến ái, đâu có nói đến vô minh. Tại sao vậy? Tại sao cái gốc nó còn nằm ở đấy mà không nói? Toàn nói đến ái không? Vậy tại sao nói nguyên nhân của khổ? Ái là nguyên nhân của khổ là làm sao? Cái gốc của nó không nói, toàn nói đến cái ở đâu đâu là tại sao lại thế? Bởi vì ái là khúc giữa đại diện cho một chuỗi nguyên nhân sinh ra khổ. Ví dụ như là một cái cây neo ấy, một cái cây neo mà nó đang neo mà bây giờ mình muốn rứt nó đi ấy, mình muốn vứt bỏ nó đi ấy, thì mình sẽ cầm ở đâu? Mình sẽ cầm ở cái khúc giữa, mình nôi một cái, phải không? Nôi một lần mình được cả hai luôn, phải không? Khi mà mình cầm cái khúc giữa mình nôi một cái thì gốc nó cũng lên mà cái ngọn nó cũng phải xuống. Vậy cái người mà hướng nhắm vào cái ái này có giống như là một cái người mà nhắm vào cái khúc giữa của cây neo ấy. Đấy, muốn diệt được cái nhân khổ đau ấy, thì phải nôi nó đi. Đấy, nôi cả gốc, cả rễ, cả cành, cả ngọn, cả quả của nó.
một lúc nuôi hết. Cho nên là mình nói là ái là nhân của khổ, vì ái nó là cũng diễn, nó đại diện cho cả một chuỗi nhân sinh ra khổ, chứ không phải là ái là cái nguyên nhân duy nhất sinh ra khổ. Vậy có bao nhiêu nguyên nhân sinh ra khổ? Vậy khổ có tất cả bao nhiêu nhân? Bao nhiêu không? Rồi. Có 12 nhân sinh ra khổ này. Đây nó gọi là tập khởi của khổ, tức là tập khởi là nguyên nhân của khổ. Là nó có tới tất cả bằng hành nhân, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sinh và não tử, và sầu bi khổ yêu não. Thì tất cả cái đấy nó đều là nhân sinh ra khổ. Có tiếp tục không? Như thế rất là dài. Tuần sau ha. Okay. Hôm nay được cái khổ với cái nhân của khổ rồi. Còn một cái diệt khổ với cái con đường diệt khổ thì phải một buổi nữa mới hết được. Một buổi nữa mới hết câu hỏi đó. Mọi người chia phước nào. Idame bunyam asawakadam vaham hotu. Idame bunyam nibbanasa acchazo hotu. Mama bunya bhagam sabbasattanam bacchemi tesabe metamam bunya bhagam nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc chậm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa tu sa tu sa tu.